Ê, trời ơi, đôi dép đẹp dữ vậy trời. Thế thì khoác màu vàng hả Quỳnh? Ừ, đất ơi, sao mà cứng vậy? Ê, dép nhiêu? Dép nhiêu tiền Quỳnh? 1 triệu hả? Trời đất ơi, mua cái gì mà dữ vậy? Mà dẫn nó đi đâu mà thấy nó dép 1 triệu này vậy? Đi vô siêu thị đó, cái cuối cùng nhào vô đụng mang liền luôn. Trời đất ơi, Khoái màu vàng lắm. mang con mang dép 1 triệu, mẹ mang có đôi bộ đồ nè, thấy gớm không? Hay quá chứ, chẳng lẽ mẹ mặc đồ đẹp con mặc đồ xấu. Báo mới lên em rồi đó, Quỳnh Quỳnh lộ nhan sắc bữa cái clip mà ở trên xe nhớ không? Lúc em đó Quỳnh lộ nhan sắc tàn tạ sau khi sinh á, tự nhiên cái vậy cứ vậy hoài á, chứ bây giờ ai sinh mà đẹp được đúng không? Cái chị nào viết báo á, chị đẻ giùm em 3 lứa đi, rồi chị nhìn bản thân của mình. Em thiệt nhiều khi mà không có muốn nói mà viết cái bài báo gì mà thiệt cái nghe xúc phạm ta, chồng tao không chơi thôi chứ tự nhiên cái lên hoài đúng không anh? Người ta là hoa đẹp hoa phải tàn mà. Mà tự nhiên tự viết tự thấy đau lòng, Quỳnh nó đi nó coi nó bài nó buồn chứ buồn không? Tự nhiên cái hả vậy hoài chém ghê. Coi em đẹp rồi rồi. Ừ, Trưng tự nhiên không ai nói cái lên cho cả nước biết chơi vậy. mà thấy quê vợ Không, mình có quê đâu vậy không? mà À tự đúng nhiên rồi. cái bị buồn á, tự nhiên cái viết cái gì mà cứ theo dõi người ta, bị viết bậy viết bạ không à. Cái nhiều cái em đăng câu cá hoặc là đăng em lên cũng vậy, em có nói gì đâu, tự nhiên cái ta rẽ em muốn khác à. Tự nhiên cái quy định vậy luôn á, chán ghê. Dù nhiều khi mà không muốn nói mà thiệt cái tức á. Ha Ngọc ha. Ok. Ok, liếc coi. Đó, kệ vợ tôi xấu vậy đó, vợ tôi hả bày hày vậy đó, vợ tôi dơ vậy đó, nhưng mà con tôi là hả lúc nào cũng phải sạch sẽ hết, đúng không Ngọc? Tối nay phụ livestream với ba nha. Kìa ba kêu kìa. Tối nay phụ livestream với ba nha. Trời ơi, tối nay là ba like nhiều lắm á. Cô chú nhớ vô coi nha, tối nay livestream. Đi rước chị hai. Giờ đi mưa sao đi? Mua hay đi rước chứ. Dạ, bỏ chảnh luôn đi. Hả? Bậy bạ hết sức. Trời đất ơi, Cưng ba. cưng Ừ. đó, trời, em cứ mặc đồ gì hoài, cái bị nói hoài nó tới nó lui Nhưng mà đi đâu có anh với em lúc nào cũng đẹp mà. có không? Thiệt. Bên cạnh anh là em thấy đẹp. Đẹp không? Sao chưa giờ thấy cuộc đời em đẹp vậy? Anh cứ vậy không mà, toàn là anh nhìn lại không mà. Qua 5, 10 năm mới là anh mới thấy em đẹp. Vậy đó hả? Thời gian hiện tại anh không biết chân quý Trân quý hả? nè. Nói chuyện Dép đẹp của mà. em, dép của em. Chứ giờ lo gia đình 3 đứa con, rồi lo buôn bán, lo kinh doanh, rồi hả rước con tự rước, không dám giao tài xế, nhà có tài xế luôn mà cũng không dám giao tài xế đúng không? Lỡ đâu có chăm sóc kỹ như khi con ăn uống thêm mà ai coi. Nhà là thay tài xế luôn mà hả, có nào mà rước con mà vô tài xế đâu, có nghĩa là muốn một tay mẹ là chăm sóc hết thì làm sao mà đẹp được. Thì bây giờ hả, ví dụ Quỳnh lộ nhan sắc tần tảo hay đó, Quỳnh hả lộ nhan sắc tiều tụy sau khi hậu sinh. Trời đất ơi, viết cái bài gì mà đau lòng chim cút cút vậy. Thôi đi rước con ra trễ. Ok. Rồi Tết này Quỳnh có bán quà Tết đúng không? Quỳnh Có. đi qua đây thấy kiếm mình nè. Đó, Tết nay là Quỳnh bán quà Tết, Quỳnh mới làm quà Tết đây cô chú ơi. Đây làm không xong. Đây nè nè, Quỳnh cho mọi người coi đi. Quà Tết này là hả Quỳnh bán nha, rất là nhiều, mong anh chị sẽ hỗ trợ nha. Dạ. Đó, chứ bây giờ giờ thấy cái làm gì làm sao mà gọi là đẹp cho được đúng không? Sao mà đẹp được, không có vé nào mà đẹp được hết trơn á. Quà ok lắm nha. Đó, cái này là mình tháo ra cho mấy chị nha, mình tháo cái bịch ra, cái này là ship đi. Như đây có người đặt hết rồi mấy chị ơi, đặt hết cho Quỳnh. Công ty đồ đặt hết rồi đó, mỗi năm là mỗi năm hoa đào nở đó, gì thấy không nè, lột ra nó như thế này nha mấy chị, đẹp không? Ok, nó như thế này nha, cái gì mấy chị ủng hộ Quỳnh giùm Lâm nha. Cái gì á, cái miệng nó quá trời của đất rồi. Mưa. Mưa hả? Bye bye, Bye bye ba đi nè. Ngọc ơi, bye chị hai. Ngọc ơi, Giờ đi bún mì giăng bún mì hả? Nhân sao quạo, sao con quạo? Đúng rồi, Tết anh chị gì ủng hộ nha anh chị nha. Đây đồ đẹp lắm anh chị ơi, trời ơi chấn động anh chị ơi, rất là đẹp luôn. Tết thì Quỳnh có bán ngoài công viên hả? Nè, cái gì mọi người ủng hộ Quỳnh nha. Dạ. Cái gì mấy chị nhớ nhớ
Dạ có hình đồ hết nha mấy chị nha. Giỏ nào cũng có, mấy trăm có, triệu mấy cũng có, cao cấp cũng có. Cái này là do tự tay nhân viên nhà em làm hết, thiết kế tự làm hết. Có gì mấy anh chị ủng hộ dùm Quỳnh nha. Cảm ơn mấy anh chị rất là nhiều. Đó cái cỡ này sao đẹp được đúng không Quỳnh? Ừ. Ok, lo cái Tết ấm no là được rồi đúng không? Ủa em thấy cũng khỏe. Mấy bà nói là Quỳnh bị dơ. Dơ là người ta bị hôi, dơ chứ em có dơ là em sạch mà. Em đẹp mà. Nên đồ quá hoa đâu. Đúng rồi. Nên đồ quá hoa đâu. Nên đồ chứ về được rồi. Thương con quá. Thương quá à. Đi chơi đi xe để đâu? Đi trước à. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye làm nha. Tạm biệt. Một tuần tôi mới về lần đó nha. Trai cưng á. Mặt có lì lì vậy Quỳnh? Dám không? Mặt tay gì mà mặt lì. Ba nói gì sao á? Anh ba biết ẩm không vậy? Cẩn thận nha. Con trai cưng của tôi đó. Trời ơi, ẩm đồ đưa em cầm cho. Nguy hiểm con em quá. Cẩn thận con của em nha. À, hay vậy? Cẩn thận con trai cưng của em đó. Cưng điện của em á. Cửa đây. Ủa tài xế đâu ta? Anh kêu tài xế chưa? Lấy đồ. Lấy đồ rồi sao mà lên. Thôi đây. Đi kêu thế mới. Dạm nha. Nhà ngoan nha, đi kiếm tiền về nha. Sao im ru vậy ta? Ủa cái chân, cái chân hàng nhỏ bá cái cửa. Ủa đi Quỳnh đây. Nghe cái cọc rõ ràng á. Lấy hết đống đồ của mình coi. Nè ha. Ờ dài rồi luôn. Trời. Cái xe vô bên đây. Không đi đâu không biết. Không đi ra được cái xe. Okay. Ok ok. Đủ rồi chưa? Đùng 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 mấy chị muốn ủng hộ em nha. Mền trên xe có gì ta? Cái mền để em coi có không có em lấy. Chị trời ơi dữ vậy ta. Sao im ru vậy? Làm với ba luôn đi. Cửa cái miệng của nó kìa. Cẩn thận chúng con trai cưng của tôi. Đó 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 đó. Ô mẹ đây. Thì thương con trai quá. Hồ đẹp trai quá à. Tháng sớm. Hả? Cái gì? Nói nộ. Đi chơi luôn, làm cái bài luôn. Ủa cái miệng cưng quá. Nghe nhà một đêm luôn. Mẹ hết cái miệng lắm á. Miệng cưng của mẹ. Ủa mẹ thấy mà mẹ không cầm lòng nổi luôn á. Đưa đây ẩm miếng này. Thèm quá. Đây. Đây, trả con trai cho người ta đi. Trời ơi, con trai cưng của tôi mà. Chừng vé nha. Ừ, ừ. Được nha. Ok. Cẩn thận nha Bùi ơi. Rồi, làm được sao chưa? Rồi, làm sao mà ấy được. Con trai cưng của mẹ mà. Bịt chứ bà luôn. Bye bye nha. Bye bye bye.
Để anh nha, tạm biệt. Ở nhà ngoan nha. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn cần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.